Lô. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khả nào ơi. Và ngày hôm nay thì sau khoảng hơn có thể nói là 10 ngày trôi qua sau khi hỏi lên được cái đau đau mọc xong, thì ngày hôm nay đánh tống kim, thì top 2 tống kim, thì cái đó là một cái điều cho anh em thấy thì đau mọc nó đánh rất là khét rồi. Ngày hôm nay thì Khả đã chuẩn bị thêm, tiếp tục ép cho mình một món tiếp theo, có thể nói là món thứ ba cho ạc của mình, đó một đai lưng hỏ nha mọi người. Rồi thì đa lưng này 5 dòng, nhưng mà với dự định thì chắc là Khải ép 4 dòng nữa, mà hiện tại dòng cuối là không không có hiện tin mà ép đó. Hiện tại Khải chuẩn bị là khoảng 300 bình phúc duyên đại, thì tương đương 300 bình là khoảng tầm 7 kim rưỡi, rồi hiện tin 8, một hiện tin 8 khoảng tầm 8 kim, rồi 7 hiện tin 3 khoảng tầm 8 kim hơn nữa, thì nói chung hai hiện tin này không là hơn 16 kim rồi. Cái này 7 kim là 2 20 16 với 7 là 23, kèm với khoảng 20 viên thủy tinh cho 10 kim rồi là 33, kèm với hiện một này nọ nữa. Nói chung là tổng tổng ép cái này với lại cả tiền foil này nữa thì dao động khoảng tầm 40 kim quay đầu nha mọi người, gần gần 3 triệu nha mọi người, gần 3 triệu quay đầu nha. Rồi ok, không đỡ anh em chờ đợi lâu, bây giờ Khải sẽ bắt đầu rút ép cho anh em xem. Khải sẽ rút mấy cái bình phúc duyên hả, đâu có nè, nhiều anh em xem thì anh em cho anh em biết. Rồi, đâu rồi? Giờ sẽ rút cái dòng sinh lực đầu tiên, sinh lực 140 nè. Sinh lực đầu tiên. Rút cho nó bớt chọc rương này mà. Tình 1, ấy dạ, chọc chú ơi. Tình 1. Rút rồi nè mày. Rồi, lấy nè. Một vòng đúc nè, lấy nè. Rồi, đầu tiên thì Khải sẽ lấy cho mình đó là ấy, cái này nỗ lực. Lại lộn đồ. À, rút lộn đồ là toàn luôn nè, sinh lực trước nè. Tầm này một dần cái dòng hiện một không là 3 kim, 2 kim rưỡi, 3 kim luôn nè. Rút tầm bài là mất mấy kim liền này, những cục này đó 3 kim nè. Đó, rồi cục hiện tinh 1 nè. Cục hiện tinh 3 nè. Nhiều anh em xem video sau bảo sao không rút hiện tinh 1, không rút hiện tinh 2 thì sợ là server này chỉ cho hiện tinh 3 mới đọc được đọc anh em, nói thẳng nhá. Anh em hiểu đó. Đó. Rồi. Sinh lực nè. Sinh lực dòng 1 nha. Rồi hiện 1 nè. Có thể rút 5 bình hỗn duyên. Đây là dòng sinh lực đầu tiên nha nè. Hiện 1 phẩm hiện tinh 3. Rồi rút nè. Rút hết lần ép nha nè. Đấy, chuẩn nè. Sinh lực nè. Hiện tinh 3. Hiện 1. Rồi mọi người có hiện 1. Rút nè. Rồi khách. Úi. Ở thiếu tiền dạng. Rồi rút thì ép thằng Khải cắn may mắn rồi nha anh em. Quá tử thiên sơn đã đủ rồi nè mà, quá tử cũng cắn rồi á. Trên người anh em thấy nó bị lõi vậy thôi chứ còn. Quá tử Khải mới cắn bình đại bên kia rồi nè. Ồ cắn chưa? Ồ cắn rồi, này cắn rồi. Sinh lực nè. Hiện 1 nè. Hiện tinh 3 nè. Là mình hữu dân đại nha. Rồi là không có đủ tiền dạng nè mà. Rồi hiện tinh mà. Rồi ok, chuẩn luôn á. Đó, rút cầm không như này không là 4 kim này. Đó, chưa tin ép mà mất 4 kim rồi đó. Rồi đến dòng hiện ẩn 1, dòng ẩn 1 cũng là hiện tinh 1 nhưng mà quân vẫn dùng hiện tinh 3. Hiện tinh 8 sẽ dùng ép sẽ rút dòng phần hộ lý. Lấy này. Tiếp tục sẽ là thời gian chậm này. Hiện tinh 3 này. Ẩn 1 hỏa này. Nằm bên phục viên nè. Ok. Này này phẩm 6. Ô phẩm 5 đủ mất sức lực phẩm 5 thám vậy. Má phẩm 5 tốn nhưng thì tên rồi. Thời gian làm chậm anh em. Thời gian làm chậm ẩn 1 nha. Ô rút phẩm 5 còn đâu. Phẩm 5 mà rớt á. Phẩm 5 còn là rớt á. 6 nè. Ok nè. Tiếp tục sẽ là dòng nội lực này, nội lực thì vẫn hiện tinh 3 này, nội lực phúc duyên này, rút này, lấy này, hiện 2 nè, đến hiện 2 nha mọi người, hiện 2 nội lực này, hiện tinh 3 này, hiện 2 nội lực tinh 3.
Mọi người có nhân 2. Có lần em ơi, làm món đẹp trời ơi. Phẩm xấu này. Rồi tiếp tục sẽ là dòng ẩn. Dòng này quan trọng này, bằng thủ lý này. Dòng này khai cho chơi hình tinh 8 này nè. Tinh 8 phương thứ 4, phương thủy tinh. Lấy nè. Tinh 8 này 89 kim viên nữa nè. Hình tinh 8 này. Phẩm lý ẩn 2 nè. Hóa nè. Rồi phun thủy tinh như nào. Đâu cái này có gắn lên, nó rút lên phẩm, rút lên phẩm 9 phẩm 10 là đẹp nè mày. Phẩm 9 phẩm 10 là auto đẹp luôn á. 9 phẩm 10 là auto 25 luôn á. Ẩn 2 như nào. Thủ lý ẩn 2. Rồi đó là tỷ lệ lâu lâu nó rớt phẩm kia như vậy. Ui bằng phẩm 8 nè mày. Đâu uống máy tinh 8 là phẩm 8 rồi chết rồi. Phẩm 8 này sao lên nói. Đâu áo ma Canada dữ vậy. Bỏ 7 giờ tinh ra phẩm 8 rồi. Đâu ma chết rồi, chỗ này F20 rồi nè mày. Vãi lên. Tinh 8 là phẩm 8, vãi lên. Vãi lên, vãi lên, em đâu quá. Thì 8 ra phẩm 8 trời. Rồi, lỡ Hàn Quốc luôn em ơi. Thật sự là quá ảo ma nè em ơi. Này chắc độ cũng ra chắc 20, 21 là cùng. Sợ cũng tới nữa chắc 19, 20, 21 quá. Trời ơi, chả hiểu luôn. Má, vãi nồi thiệt. Cái này đã muốn xịt rồi. Hiện tình cái này là rút rớt 5, 6 là chuyện bình thường. Cái này là chuẩn nè, này chuẩn nè. Cái này là ảo ma vãi cả đái luôn. Anh em phải hiểu một quy luật nè. Khải là Khải ép rồi, Khải biết nha. Ví dụ như hiền tinh 3 á, hiền tinh 3 mà mình ép như cái kiểu rồi 50 bình phục duyên. Rồi 7 duyên thủy tinh á thì chắc chắn là phẩm 7 cho đến phẩm 8. Đó. Ok, mắt là có thể là phẩm 8 là cuối cùng không làm nổi. Còn vừa rồi là dùng duyên hiền tinh 8. Đó, dùng duyên tinh 8 là anh em phải hiểu vấn đề là dùng duyên hiền tinh 8 rồi á thì cho dù mình không bỏ viên thủy tinh nào, không bỏ bình phục duyên nào thì nó vẫn mặc định là 8. Ok chưa? Nhưng mà mình đã nhồn cho nó lên là 50 bình phú dương đại và 7 viên thủy tinh là chắc chắn là sẽ đẩy hơn 8 nhiều, rất là nhiều. Mà tầm này ra 8 cho hiểu luôn trời. Không hiểu được. Sao này ra là 8 anh em mình không hiểu luôn á. Bây giờ mình ép mấy dòng kia trước anh em ơi. Dòng phòng thủ thực sự không dám ép luôn anh em. Nghĩ sao rút nguyên liệu rồi đói mà ra phòng 8 bó tay rồi. Thực sự là cái đó không biết nói sao luôn. Ra phòng 8 phải chịu luôn. Đâu đầu luôn mà. Bây giờ ép vô mười mấy điểm làm gì phí đồ nè. Tiếc cái nguyên liệu là nguyên liệu của mình ra phần đó là ra kiểu đó không hiểu được. Không thể hiểu được. Đâu đầu. Này phẩm 5 phải đổi thêm viên sinh lực luôn. Đổi thêm viên thủy tinh. Đồ náo luôn. Biết bị cái gì không? Quỷ gì không hiểu nữa. Kiểu vô lý quá mình không thể tin luôn nè. Rồi ok. Ép mấy dòng này chứ mày. Chết thiệt. Đồ đáo. Chậm này. Không tin được đâu mày. Này mình lấy viên thủy tinh rằng 40 điều mình cho nó chắc nè mày. Mình không có tiếc tiền rồi nè mày. Có 300 xu. Do còn mình tháo ra nó vẫn lên 40 là bình thường. Không hiểu được. Đây nè mày. À, buồn luôn á. Hết một ép luôn nè mày. Ra hết một ép luôn á. Ờ, như dòng sinh lực, dòng nội lực nè. Đồ náo thế. Hiện tinh đã hiếm rồi. Mà cái kiểu hiếm rồi mà kiểu không hiểu được nữa mà.
Ok anh em ơi, sorry anh em mua rồi nha. Giờ cái dòng thủ không dám ép luôn nè, đụng vô chết luôn. À, đâu thiệt. Đâu có đâu. Không có hên xui, 81 pin 52 à, đúng rồi. Phẩm 8 không thể nào lên được. Náo thiệt. Đột nhiên thì tới 182 trời. Đó, ép ép liều mạng luôn anh em ơi. À, khổ vậy ta. Nó đừng nhìn trắng đời thiệt quá ra. Nó phẩm 8 trời không hiếu luôn. Thiệt sự luôn anh em ơi, không hiếu ra. Ok, sau được một thời gian anh em tư vấn sau khoảng hơn 20 phút thì quyết định đập luôn anh em ơi. Thiệt sự là mình cũng chơi này mới á. Nhiều cái mình thấy nó lạ lạ nè, thực sự là xem like em thấy nó quá lạ nè mà. 24, 25 nó tin em đi. Ok. Rồi. Ép cho em xem nha, một phẩm đúc. Khảm. 8 thì tin rồi. Thực sự là khá là hồi hộp nè mà. Anh em đang theo dõi cho Khảm một like hỗ trợ nè mà. Nãy giờ trên live cũng có nhiều khá nhiều anh em động viên này nọ chứ thực sự là khá là kinh đâu mà phẩm 8. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Rồi, ok. Khui anh em ơi. Rồi. Nói chung thì giờ ra sao chơi dạy tới giờ thực sự là mình không biết được đâu mà. Nhưng mà nhiều anh em cũng bảo là server hiện tại phẩm 8 là cao nhất rồi, muốn đập lên 9 cũng rất là khó. Mà anh em phải hiểu một vấn đề là mỗi lần lên 9 á thì phải ép được một cái phẩm 8. Ép được một phẩm 8, ép được một phẩm 8 rồi 3 phẩm 8 đập lên 9 thì sợ nó sẽ tốn kém thêm một khúc nữa, hơn mười mấy kim nữa, mà chưa chắc là 100% lên phẩm 9. Thì giờ anh em xem live á thì nói chung là nếu mát á thì anh em mình có đồ đó anh em mình chơi, còn mát thì thôi cũng cứ giữ đó, giữ đó đánh sập server nè. Thực sự bây giờ là mình cũng ép cũng khá nhiều server cũng như cả test nữa, mình không thể tin được đâu mà, mình không thể tin được là nó ra phẩm 8 như vậy. Giờ anh em giữ đó thử được bao nhiêu đâu ơi. Đủ 25. Hiện tại có anh trưởng Kinter Tiger anh bảo mình là chắc chắn là 25 rồi, em có tự tin lên. Ôi, khui nha anh em ơi. Khui. Nhiều nè. Nhiều nè em ơi. Nhiều. Ủa, mình chưa thấy luôn nè em ơi. Hai mươi ba. Ôi, 23 nè em ơi. Đủ sánh. Ôi, cũng được. Ui, 23 đẹp rồi anh em ơi. Đâu. Á, à, tưởng ra 17 nữa, khóc yếu luôn á. Rồi, 23 anh em ơi. Phải rồi. Ui giời. Má, mình tưởng 17 nữa cười yếu luôn á. Nói chung 23 cũng được anh em ơi. Cái này đó đánh sập server cũng được anh em ơi. Rồi, ok anh em ơi, quá tuyệt vời. Má, mình tưởng nó dưới 10 mấy nữa chứ chết luôn. Má, không ra được 25 anh em ơi. Nói chung phẩm 8 này nó thiệt sự nhìn vô Khải biết rồi. Ít nhất nó muốn là mát nó ít nhất nó phải phẩm 9 luôn nè. Phẩm 9 nó mới lên được 25 khẳng định luôn. Nếu phẩm 9 như nguyên liệu rồi là lên 25 phẩm 1 luôn. Đây phẩm 8 mà Khải nghĩ phải đúng sợ luôn nè mà. Phẩm 8 đúng đúng sợ luôn, không phải đơn giản đâu nè. À, 28 rồi, 23 đẹp rồi. 23 là ok rồi nè mà. So với cái đai lưng này hơn khoảng tầm 3 triệu Việt đồng thì 23 là khá tầm ổn rồi. Trời ơi. Nó mà rớt 17, 18, 19 chắc cũng cực yếu luôn. Ok anh em ơi. Nói chung là đâu đó thì tỷ lệ lên 25 rất là khó anh em ơi. Khải nghĩ là phẩm 8 này nó vẫn có thể lên 25, nhưng mà tỷ lệ lên 25 chỉ có nằm ở 5% hoặc là 10%, 5 đến 10%. Còn lại thì theo mà mình ép thường xuyên mình biết thì cái phẩm 8 á, thì nó chỉ dao động khoảng tầm từ 19, 20, 21, 22, 23. Đó là tỷ lệ nó khoảng tầm 50% cho đến 70% rồi. Còn tỷ lệ mà lên 25 thì người mù quýt nè mà. Mù quýt nè mà. Rồi. Nói chung là 23 là ok rồi. Ok rồi, ok rồi nè mày. Trời ơi. Ui.
À, chùa như gì. Cho anh em xem xét đồ nữa. Hồi chiều đánh tổng kiếm top 2 như nào. Rồi. Hiện tại khả đang tìm mình nhận chóng 40 nữa đã. Khải rớt vào đó do đai lưng nữa nè mày. Rồi ok. Khá là ok rồi nè mày. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video và cũng như là cùng hồi hộp với Khải ở những cái video ép đồ như thế này nè mày. Thực sự là rớt tim nữa nè mày. Thực sự là quá rớt tim luôn nè mày. Cỡ cả ở giai đoạn mình rút hiện phẩm cũng vậy. Thực sự là nó làm cho mình rất là hồi hộp. Đúng rồi, cứ coi như ép phẩm chính rớt 23 đúng rồi chứ đổ. Phẩm chính thì tỷ lệ nó lên 25 thì khá là cao, còn tỷ lệ rớt thì khoảng tầm 20% nữa. Nếu là 23 thành rớt 20% á. Rồi, phẩm 8 mình lên 23 như thế này khả nghĩ nó là cao nè mày. Nghĩ nó là khá là cao rồi. Nghĩ khá cao rồi. Ôi, quá đẹp rồi. Trời ơi, làm rất xém tí nữa là rất tim nè mày. Quá đẹp. Ép dòng thế lực luôn Khải. Ôi, dòng này không có hiện không có thì không có hiện tinh đấy mà mày. Rớt nước mắt à, nhỏ thiệt. Ok nè mày, quá đẹp nha nè. Okay, cắt bùa cắt đồ nha. Xem giờ tông khác anh em xem. Đã cắt bùa cho ta. Ok, được. Được quá đẹp nè mày. Rồi, này ok này. Nói chung là đòn server mà anh em hiện tại server mới mở ra 2 tháng thôi mà ép được như thế này á thì thực sự là gọi là siêu phẩm anh em đơn giản này một cái đao này, đao 3 dòng này á là tốn khoảng tầm gần gần 2,5 triệu đó. Đai lưng này á là nó tốn kém hơn, cái đai lưng này là gần 3 triệu, còn đôi dây này khai ép thì còn 3 dòng này thì tốn khoảng 1 triệu 3 triệu hơn thôi anh em ơi. Rồi đó 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 dạ thôi. Tại là một số đồ thì Khải chưa có đồ đủ đồ, Khải đang tìm cái nhẫn chống 40 nữa thì sẽ được 80 chón. 80 chón, 80 chậm mà đánh tống kia thôi nè. Rồi. Bao tay yên ngập bội thì hơi xấu rồi, nó tìm bao tay yên ngập bội kháng lô 30 nó mang vô là đẹp như nè. Diện kháng cả 11, hiện tại Khải đang có 3 kỹ năng. Rồi, dạ thôi, quá đẹp như nè mày. Quá tuyệt vời à. Đúng rồi, nếu mà ép khó khăn như thế này thì đồ thuộc lô thủ lý nó sẽ có giá trị cao thôi nè. Nếu mà đồ thủ lý ép khó như thế này á thì nó sẽ có giá trị của nó nữa đó. Rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải mạnh một cách nhấn like chia sẻ ủng hộ mạnh nữa mà. Rồi những video tiếp theo Khải sẽ ép ví dụ như áo hoặc là bao tay hay gì đó thì Khải sẽ lên video tiếp theo anh em xem nha, đừng quên xem like cho mạnh 200 like ủng hộ nha mọi người.